Quỳnh Phương xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với món ngon tại nhà. Thì dạo này trời cũng mưa nhiều hết quý vị. Đó, chúng ta làm một cái món lẩu cay cay thơm thơm, đơn giản thôi. Nước thì sống sánh ha. À, ăn kèm với bún rất là ấm luôn trong những ngày mưa á quý vị. Đó, bữa nay thì Quỳnh Phương giới thiệu cho quý vị một cái món lẩu chay, đó là lẩu nấm gươm chua cay, đơn giản, dễ làm, rất là bắt luôn á quý vị. Đó, rồi thì cái cách làm như thế nào thì Bình Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp nha. Nguyên liệu thì Bình Phương chuẩn bị ở đây là khoảng 300 g nấm rơm đó quý vị. Nấm rơm này Bình Phương đã cắt bỏ cái phần chân nấm rồi, nên Bình Phương rửa sạch, sau đó thì chúng ta ngâm trong cái phần nước muối pha loãng khoảng 10 phút đó quý vị. Ngâm khoảng 10 phút là được rồi. Đó, những cái đặc biệt đây, trong cái phần nước muối pha loãng Quỳnh Phương có cho thêm khoảng 1-2 muỗng giấm á quý vị, nên cái phần nấm nè nó rất là trắng luôn, nó không có bị thâm đen. Đó, thì mình sẽ cắt ra làm hai ha. Rồi sau khi ngâm và cắt cái phần nấm làm hai cho nó dễ ăn thì Quỳnh Phương đã đem ra một cái rổ để cho nó ráo nước ha. Đây là những cái nguyên liệu chúng ta cần. Trước tiên thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương ở đây là củ hành tím. Củ hành tím thì mình sử dụng là 2 củ hành tím nhỏ, rồi cắt ra để một bên. Tiếp theo là không thể nào mà thiếu sả. Đó, cái món lẩu chua cay thì không thể nào mà thiếu sả ha. Sả để vô nó rất là thơm. Đó, đập dập cắt ra bỏ cho qua một bên. Tiếp theo là cà chua. Cái vị cà chua rất là thơm quý vị. Trái cà chua nè, nhỏ thôi nhưng mà cũng nhìn nó rất là dễ thương đó quý vị. Đó, mình sẽ cắt nó ra, bỏ cái phần cuống. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt ra quý vị, cắt như cắt muối cao vậy đó. Đó, quý vị không thích thì có thể loại bỏ cái phần hạt cũng được ha. Rồi, Phương để qua một bên. Tiếp theo thì ăn kèm thì có chanh đó quý vị. Đó, mình Phương sử dụng một trái chanh để dự phòng ha. Cắt ra để ăn bên. Rồi, rau thì có thể đa dạng ha, nhưng mà không thể nào thiếu rau ngò ôm. Rau ngò ôm thì Quỳnh Phương sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ luôn, thành những nhỏ nhỏ ha quý vị. Để vô nó rất là thơm cái loại rau này. Ăn lẩu chua thì Quỳnh Phương rất là hay để cái loại rau này ha quý vị. Rồi, tiếp theo là ngò, ngò gai. Ngò gai thì cũng giống như ngò ôm vậy đó. Rồi Phương sẽ cắt nó ra luôn. Đây là hai loại rau gia vị mà mình hay dùng trong những cái món lẩu chua. Rồi, quế dùng một ít ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta bắt cái chảo lên để bắt đầu chúng ta làm cái món lẩu. Trước tiên thì đợi lẩu nóng thì mình Phương cho dầu vào. Cho một ít dầu vào khoảng 2-3 muỗng gì đó quý vị. Mình chán cho dầu nó đều với cái chảo. Rồi cho đều ha, đợi dầu nóng lên. Đó, thì mình Phương sẽ cho cái phần củ hành vào trước để chúng ta phi. Đó, cái phần củ hành thì chúng ta phi nhanh thôi. Đó, phi để thấy mà nó bốc mùi lên, mùi thơm lên. Nó bốc cái mùi thơm lên và nó hơi vàng vàng là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ cho cái phần sả vào ha quý vị. Sả này thì chúng ta đập dập á quý vị. Đó, chúng ta đập dập, chúng ta ra mấy cắt khúc kìa. Chúng ta để vô cho nó thơm. Rồi bây giờ là cho hết cái phần cà chua vào. Thì mình sẽ xào cho cà chua nó chín ha quý vị, cái này gần chín luôn. Đó, cho nó thơm. Nó tạo cái vị độ, cái vị chua tự nhiên của cà chua. Rồi mình phun xào sơn cái cho cà chua nó chín mềm. Nếu quý vị nào không thích ăn cà chua miếng thì chúng ta có thể xay ra thì chúng ta để vô cũng được, vì tùy ý thích mình thấy quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào. Nó cho khoảng 1 lít nước ha quý vị. Đó, hay là cái lượng nước mình thích đó, khoảng 1 lít thôi. Rồi mình để nắp lại. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên.
để một chút xíu nữa ha, cho nó sôi rồi mình để thêm vài phút nữa cho nó ra nước cái cà chua á, cho nó có cái vị chua tự nhiên ngon hết quý vị, và cái vị sả nữa rất là thơm. Rồi thì để cứ để nước sôi như vậy, rồi bắt đầu mình nêm gia vị, một muỗng hạt nêm chay từ nấm. Tiếp theo là chúng ta nêm đường. Đường thì Quỳnh Phương cho ở đây là 2 muỗng thôi quý vị, 2 muỗng đường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái vị chua. Vị chua để quý vị có thể từ chanh, hoặc là như mình thì mình sẽ xài nước cốt me. Đó, mình sẽ xài ở đây là 2 muỗng rưỡi nước cốt me. Thì tùy gia đình mình thích ăn chua nhiều hay ít thì mình sẽ gia giảm cái lượng nước cốt me này. Mình cho 2 muỗng trước cho quý vị, rồi mình nêm thử coi nó vừa cái độ chua chưa. Rồi mình cho từ từ vào đến khi nào mà cái độ chua nó vừa là được. Và đường cũng vậy ha, thì mình sẽ cho từ từ vào. Đó, độ chua ngọt vừa thì mình nêm thêm nửa muỗng muối cho nó mặn mà. Rồi, tiếp theo thì không thể nào mà thiếu sa tế ha. Cái món cay thì mình cho sa tế vào. À, Quỳnh Phương cho 1 muỗng đầy sa tế vào. Tiếp theo là quý vị cũng chuẩn bị cho Quỳnh Phương ở đây là dầu màu điều. Dầu màu điều ở đây Quỳnh Phương cho 2 muỗng, 2 muỗng dầu màu điều hết quý vị. Rồi, nước rất là hấp dẫn rồi. À, quý vị có thể nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình nha. Cái độ chua, độ ngọt với cái lượng nước á, mình để vào yêu thích á. À. Rồi bây giờ mình sẽ cho nấm vào. Rồi cho nấm vào thì mình tiếp tục để lửa lớn mình đun sôi lên ha. Cái phần nấm này thì mình nấu cho nó thiệt chín luôn hết quý vị, ăn cho nó an toàn. Rồi đến khi mà nấm chín nước sôi lên nè quý vị. Đó, nước sôi lên thì mình sẽ cho cái hạ lửa xuống chút xíu và chúng ta cho cái phần rau mùi vào. Đó, ngò rồi ngò gai, ngò ôm lên. Đó, cơ bản như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái món lẩu chua cay. Đó, cái món này chúng ta chan với bún hay mì. Đó, ăn trong những cái ngày mưa hay là lạnh chút xíu nữa. Đó, cái vị ngọt tự nhiên của nấm ha. Chua chua, cay cay. Đó, thơm thơm. Gia đình sum họp ăn rất là hấp dẫn luôn. Đơn giản dễ làm đó quý vị. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng ha. Quý vị nào mà yêu thích á, thì nhớ ấn đăng ký kênh ha. Ấn vô cái chuông để khi nào Quỳnh Phương có video mới quý vị có thể là người xem đầu tiên. Đăng ký hoàn toàn miễn phí. Quỳnh Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và gia đình ngon miệng bên một cái món lẩu chay thơm ngon, một cái món ăn ngon cuối tuần cho gia đình mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý vị ngon miệng.